trên con chuột tiếp xúc, cỏ tiếp xúc, cái bàn tiếp xúc, người tiếp xúc theo nước đỡ, tường phải tiếp xúc với nước đỡ, rồi chân phải, cho nên là dùng trên là dùng, rất là dùng khác. Nhưng khi ta dùng giữa từ in với out, hai từ mà nó rất trái nghĩa nhau, nhưng mà dùng đồng âm và đồng nghĩa với nhau, bởi vì có những lý do chính nhận như là có một cái form khai điền cái bây giờ nó là to fin chấm chấm chấm, giờ form thì điền thì thế nào, in cũng được, out cũng được. Ngoài có tiếp khi dùng in thì xem như là cái form mà giống như là cái ly á, đổ nước vào cốc thanh minh, tôi bỏ tiền vào túi đúng không, ta bỏ thông tin vào tuần sau thì bạn anh cái form đấy lại đi. Còn á ao là gì, làm cho nở ra nữa, phin ra mấy điểm. Khi ta xem cái form chứa thông tin là còn được chủ nhật, còn là đơn giản, còn ta thông tin vào nó phin ra làm nở cái thông tin ra, cho nên là đấy là cái cuốn sách mà rất thú vị nhé. Ví dụ cái chi tiết là người Việt Nam nói là ngoài sân với cả đây, đây. Trong sân đây. Cái này ví dụ đấy chắc các bạn vâng. Rất thú vị. Vâng. Cái này liên quan đến cái khái niệm trong cuốn trí nhận cái gì, tức là khái niệm cả đại hội đại cách diễn giải đọc của người Đức dân, tức là hóa ra ngôn ngữ không phải là trong sân ngoài sân chủ, tức là sân cầu thủ bao sân yêu dực này, người ta nhân tài trên trong tiền tài nghệ sân bay như đất kiểu không phải là ngôn ngữ sao giải hiện thực, chứ không phải là ngôn ngữ có bao nhiêu thành hiện thực, bao nhiêu thành tố và nó sẽ ứng vào trong ngôn ngữ bao nhiêu tố mà thông qua con người diễn giải, đúng không? Dạ. Thì bây giờ ví dụ là con chó nằm trong sân thì cái chỉ giải là gì, tức là bên ngoài nó nhìn vào thì đường phố nó rộng hơn cái sân, cái nhà trong cái trong bên ngoài, nhưng mà trong trong nhà nhìn ra nhớ có thể là cho con chó nằm ngoài sân. Mà sẽ so với rồi thuyền chạy trên sông, thuyền chạy dưới sông, thuyền chạy dưới sông đều có cách diễn giải, chúng ta cách diễn giải, tức là ta đọc trong quan hệ nào, người anh và nói khác diễn giải khác thì có cái đó, tức là diễn giải này ấy, là có chủ sai biệt cái việc là bao giờ cũng tuy không xuất hiện nhưng mà ngầm ẩn người quan sát nhé. Đấy là chủ quan nghi viện rất là rõ ràng. Trong điều này, người Anh họ là tương quan ở hai bên. Đấy, trong nghi viện thì bao giờ cũng có người quan sát, không nói ra đấy.